chốn ấy phong quang trên bảo hà, chốn ấy phong quang màn gì các quân chủ chàng quy đầu. Quan hoàng bảy thì ai bảo hà ni chính nha vì cùng tướng công đệ nhị hoàng hai can ni qua căn qua dù để biến na rời nhì. Qua dô để biến ta rời anh hùng xưa đã hòa người cùng ta tiến ông hoàng bảy danh truyền cổ tích. Hoàng hoa tử hi ai khăn hồng gối xếp ngự tình tình phong nguyệt hòa ca hoàng nhắn ai nhắn ai lên đất bảo hà. Nhắn ai lên đất bảo hà nếm mùi phong nga nguyệt đó thần tiên cõi bắc địa còn trên cổ tích. Vì hôm nay thỉnh bóng hoàng về thần hôn khẩn đào ô coi nhang phục thờ chân kinh có chữ nam mô A Di Đà Phật. Hoàng đi chấm đồng hoàng về có phép thần thông chứng mã chứng đàn hoàng về chứng mã chứng đàn độ cho đệ tử được lộc tài để đá hoàng về chứng quả đan diệt.
gối theo hoa. Khay tiêm bạc móc nghi ngàn, bình nhờ pha lê khay vấn mộng, chen trích ly các cô pha trà. Pha trà liên tử nhí nhí tâm, chúa chén ô long hồi quỳnh tiên, chúc nghe chén trà ô long. Tay cô nâng minh ngọc, các bạn tiên dâng chén ninh trà. Hiến thượng kim bàn trà ô long, hiến na thượng kim bàn trà thiết quan âm, cùng trà long tỉnh có lúc thanh nhàn hoàng hiến vui. Ba chén khuyên mời nhí hồng trà, đối ba chén các cô ní khuyên mời, ninh ngà hương mỹ vị được mùi kỳ á chân, á chân được mùi kỳ chân. Họa phu ngân thơ có lúc mỹ thanh nhàn quan hoàng bảy, họa phu ngâm thơ đêm ba khuya canh vắng ông ngả, bàn đèn hút thuốc ngả thơm á thơm á thơm, hoàng hút thuốc thơm. Đền thờ ông bảy ấy là cảnh tiên, trước cửa đền thiên nhiên ni tạo dựng, núi xếp tầng vạch mình đứng treo leo. Suối trong cuốn lượt qua đèo, sông sâu nước chảy quanh đèo thác xiêu. Đất Lào Cai trung linh dục tù, châu văn bàn mọi thù mọi sinh. Quan bảy hoàng tối tu tối linh, sử sách ghi chép lưu danh tường tài. Quan hoàng bày nhân ai lên đất ni nêm phóc nguyệt ý chữ đỏ, đỏ la tiên cành nhì tần tiên sắc sắc liêu phàn nô tiên ni cành tần tiên trên bào. Ô tiên cành
tâm tiến trên bào hà. Giang tay mở khoai ô đi đào đồng đào, dắt muôn con nhang mà đệ tử ý, ông bày đưa vào trong bàn đến đây sáng liêu bàn đây bàn đến đây ông bày người có tâm có đức ý thì mới được theo quan hoàng bảy bảo hà sáng liêu phàn theo là được theo hoàng bảy bảo là được theo ông bảy bảo. Một ngày đã là đệ tử thì cũng như con là con trong một miền nhà. Sáng liêu phàn con đi được là con đi một nhà, được là con trong một nhà. Đầy tổ qua quán ni năm tàu cùng nghề quán bắt đầu số chân gian nào ô chép biên na đồng thầy họ Nguyệt hôm nay phúc nghi thuật mà thảo hiền tu nhân thời mà tích đức hoàng đầy chép biên cho thọ trường. Mà toán đi hai người ông cho chẳng ngờ trước thời sau lỗi nhầm có xa chi đâu bao nhiêu đệ tử chi nhà đầu để làm mà tôi ông bày cầm cần đi nảy mức cứ đem chữ tôi đi chữ a phước này mà cần chứ đừng có bài khoe mình đã trọn vẹn được muôn phần cái đức kia mà đã kém hoàng bày cầm mà cần sao cho bằng. Bầy xà nếu nghe ông bầy xà ông cho nước tiến thì để tẩy sạch bụi chân đi thành nghi cao hoàng đồ cho ghế họ Nguyễn người phần thành nghi cao
cương thương đó treo cao xá ngọc nghề chữ tam tòng chữ nga đức huyền đi ghế họ huyền còn may khẩn bái bảo hà xin ông hoàng bầy ông về độ trí ba chứng là mình dựng nghề núi xếp tầng vách nhà đứng treo leo suối trong nghề cuốn ni lượn qua đèo suối trong nghề cuốn lượn nghề qua đèo sông sâu nước thác ngơ xeo quanh đồi đất Lào Cai chúc Nga Linh dục tu huyệt bảo yên ni mọi nhà tù mọi sinh quan bầy hoàng hoàng tuổi tu tôi linh làm duyên cho đỡ buồn bóng ông bầy ngồi khoan thai cách điệu trên sập công đồng các ghế trải chiều nghi lân ninh mùi hương sông gấm mi vóc áo quần nề giang tay chỗ bao xòe kim ngân ra đành nhớ bài tiên tư cô tam mi khôi nhất kính có tứ thập hồng bạch ngà đình với chi nga chi tục leo bạch ngà thù ga ni nhà tứ xuyên lục con nước gò hoàng cung kinh trời các cô tiên nàng nghề mừng ngà sỡ hò reo hồi sau ông lại không bạch đình chứ có chỉ có ca tô kinh chân là ai chi kỳ có hay lòng trang sĩ lúc đêm xuân ni sao vi vu như gió dục mây vần cho bỏ lúc nghi tang nga bồng với non nước gió xuân thổi hương nga bay ngào ngạt nì vắng cung đàn nì cục nga hát với hồn xuân nì tài tình ơi khách thì nhân
còn là thú mà gì hơn ta. Hoàng đấy mà ngồi sóc đĩa thì bốn na bề các ghế cứ xôn đi sao. Có một quán ni hoàng giám mơ lại thành hai. Ông bầy mà bán chắn thì thách có ghế nào dám vào cân định. May ai có phúc có phân ni ghế họ Nguyễn của ông. Có phúc rồi lại mà có phân. Mở ra sấp một, ông cho mười à phân vẹn cả mười. Trần gian ni khát ni nữ tung na. Biết đâu mà đèn đỏ thiệt là hơn như thế nào. Có cơn đen thì như gió quấn đi ào ào. Năm mươi canh tứ kết ông bảy, ông chút hết vào lòng cung văn. Trần nghi gián ni nghi, người trần gián chúng con thì xin ông lộc phù dung nghi. Con xin hoàng hai số cuối của tờ phô ly mẹ con cánh nghe đề. Con mong sao con số ấy nó về. Lô thì con xin bốn nháy để về chính một con. Con trời, con ni nước, con non ni. Nhà nước mà còn quay sổ số thì trần gian con còn chơi lô đề. Thương ghế họ Nguyễn của ông cho phúc cho phân ni. Sáng đi một chỉ, tối nay hồ xong ông cho đủ bảy cây. Đồng thầy họ Nguyễn chúng con bất nghi và cũng đã quá nhiều. Nhưng từ nay ông cho trở lại mà không kém ai ở trên lá đời. Thương họ Nguyễn của ông nghi nhớ, ông cho phúc cho phần nhì. Họ Nguyễn của ông thành nhà kính mà nhật tâm mi. Nhất tâm hôm nay mà hầu ông có hết một thì sang tháng sau ông cho gấp trăm ba lần. Lệnh truyền là điều ông đôi môi thuốc nga lao vĩnh bảo ông bày hút ma chơi vài tuần. Kêu giòn đi tựa thể bao hoa thuốc ni lào tiền lãng nghi gần xa danh tiếng đồ. Ông hút thuốc vào như long quấn quấn thủy thở khói xa như da cát ni cầu phong. Ông bề ăn chơi đang bậc anh tài lên đi xe xuống ngựa vẫy vùng khắp mọi nơi. Bầy ngồi mà nhướng tiên nhỏ nhỏ đèn pha lê sáng to hơn sao. Tay ông bầy vùng lên ta như chiều từ mùa thanh long đao. Hai chân ông vắt chéo như không mình ngồi xem mà.
sạch. Thanh nhàn nì còn là thú gì hơn nì ván bài cao thấp mi thanh nhị tao nhất nhị nhàn. Tay tiên bắt các tiên nàng tam mi vạn tam sách có cả chàng thất mi vạn mi đèn. Ông cho ghế họ Nguyễn của ông hưởng ngã lộc làm ăn ni buôn may bàn tốt ni quanh năm có lộc có tài. Hồi sau treo cánh xoay bài xuống hai dịch một ai nào mà dám ma chơi. Có chức điện tiền là mua vui vào hội dân đào tiên ni đỏ ôi điểm tuân xoay bài truyền nhạc bát âm mi đàn đà thông nhạc vũ hòa cùng nghi phục ngà minh. Lên thiên đình nhạc vui cùng tiên nữ hoàng về trần gian ni phục ngà sự uy linh nghi thần thông nghi biệt ta hóa hiện hình độ cho mà họ Nguyệt được hiển vĩnh đời đời. Cờ xóa xóa bầy bầy ván mi bài tam phúc nghi xưa nay thật tức ma cười được thua ván kết mà thôi khi suy tưởng dĩ thì cũng đi đời nhà. Khi bình địa lúc nghi lại phòng ba hiếu hoa chung giữ tốt chữ ấy mới là tài danh. Pháo kia nổi hiệu lôi oanh nghi tốt không bảo vệ chứ giữ mình được sao. Người nay đội lệnh thiên tao giữ xe pháo mã điều vào sát ma công tốt đều mở hội súng phong nghi bắc nga cầu sĩ tượng nga xe hồng tiến ni ra. Xưa nay việc ngà được việc nhà giữ bền sĩ tốt ấy mới là người thành công. Thổ bán hội đồng lệnh sai thổ bán hội đồng 12 các cô thổ bán dùng 7 hoàng về bảo hạ tố đôi việc quan thánh giá hồi cung. Trăng thanh cảnh ngọc thơm thoáng nghi nghi trăng thanh nghề ăn có đức đa thanh mình nghi hoàng. Thành thăng long kén khách lâm ma tuyển nam thanh nữ bóng trăng nghi đền phong quang. Phong
đẹp ý bóng quan hoàng mình. Hoàng khác nào thu đi cung xuân lan ni tới tuần xít đi bao xít bao bề ai buồn là bán tay tiếp ni lộc nghĩ chi ân ni chi từ hoàng dựng nên đức thuần ni nhật ta hôm nay tình bóng hoàng về thần hôn thần tạo ô khói nhang phủ ở chân tinh có chút nam mô a di đà phật ni hoàng đi chân đồng hoàng về có phép thần thông chứng ma chứng đàn hoàng về chứng ma chứng đàn độ cho đệ tử được lộc tài để đá hoàng về chứng quả đàn duyên chân quan hoàng mười đi thất bộ
để bài thơ lý độ xó kim cổ anh hào. Bút pháp linh linh nghe từ nhập thần, hoa khai quả kết, vạn cành nhớ xuân. Tay tiên quan hoàng người bình bút, để thơ an ni chăm họ, chăm họ âu ca được hưởng thay bình bình. Nhà có phúc sinh ra quan hoàng người, là người con trí dũng ắt hẳn năm nay ông về tiếp lộc trong thanh đồng. Một tay xòe quạt tay đỡ gió, tức cảnh thơ đề vạn cảnh xuân. Đứng trên đỉnh giáp non thần, thầy quan hoàng hợp để đang du xuân ở trên ngàn. Thúc dung đứng tựa thạch bàn, xa nghe tiếng hát tiếng đàn reo. Nhìn lên con núi chân đèo, suối trong mặt nước chảy còn tưởng reo quanh sườn. Đi xa thoáng thoáng mùi hì hương, công bằng một con chứ xa hương ở gần. Xem hoa nhích lại cho gần, ngắm hoa rồi lại tần ngần hoang xa. Mắt nhìn thầm thầm về phương xa, kìa đôi chim em chim nó đã nỉ tung bay. Trời tươi đẹp mà lắm hay, nhìn xem cảnh ấy trong lòng mẹ hoàng mến yêu. Hoa thơm đua nở trắng chiều, hai đường chung chim đón đón người người làm văn nhân. Hoa là tài tử văn nhân, bước vô trong đồng tay nâng bước thành thành. Tiên đón đã xa mời, mời ông hoàng thập về đồng ý nghe thơ. Năm ấy hội yên tưng bừng, chèn vui đồng hì chèn mừng. Chén mừng tăng long quỳnh tiên chuốc chén diều nhất tuần xưa dâng lên bề ngọc để cá ngó đất nơi là mời. Rước hoàng mười xơi cạn chén diều để tay tiên chuốc chén diều đào. Dâng a nhị tuần à dâng linh bệ ngọc các to đức mời là bơ. Rước hoàng mười xơi
sen diêu đào. Để tay tiên chúc chén nở diêu đào, dâng nga lên bề ngọc để cả có được mời là mời. Rước hoạt mười rơi cạn chén diêu. Tiệc vui hôm nay đồng thầy họ Nguyễn con bác gì để hầu mẫu hầu hoang, xin ông mời về chứng lên na chứng lễ quán hoàng mời chứng tâm cho đồng thầy họ Nguyễn cùng bàn hồi con lòng thành. Hoa đình hoa kia mà phải nở đỏ, mà đây khách thì đó phải sang sông. Con yêu quê hương ông có dòng sông Lam mà có ngọn núi Hồng, mà nghe vang vang bên tai những câu hò ví dặm. Ông mười ông nhủ rằng các gì có mắt lòng xa xăm, khi trời mồ xanh nghi băng trời cát lồng, nước mồ xanh băng dòng nước sông Lam, nơi mồ gió biển trăng ngàn bằng nơi thành nhớ tội xin quan hoàng mười. Ngày hôm nay quan hoàng mới về đồng thì xin ông ngồi nghe câu phù câu thơ, chứ câu hò ba miền trong xứ nghệ cùng văn con nhân tâm mà để dâng lên hoàng. Công đồng rực muôn hoa cung kính ngôi tam tòa, hương ngát bay trong đêm mà lòng hoàng mười thấy lực ta lực, vì danh tiếng quan hoàng mười hoàng rừng giữ yên trời nam, muôn dân bắc trong nam phục thờ hoàng đồ cho non nước bình.
Long hoàng thượng đông nghìn còn nhiều gian nan nhi, nắng mưa cũng nề con xin hoàng về chứng cho lòng con tập thơ theo cánh nhàn hồng gửi về sự thiên nghệ an hoàng đồ cho phúc lâu rồi bên lòng vô nhà như nước sông sông lam đồ cho phúc lâu rồi bên lòng vô nhà như nước sông sông lam đồng ngờ con cùng kính nhất tâm hạ thiên an nhật nị loạn sáng về đây kính dâng lên hoàng cung cầm soi bóng sóng lá tiếng chim ca hòa trong gió có câu rộn ràng về Nghệ An thấy lòng rộn ràng nghe tiếng quan hoàn vang xin cúi đầu thắp một tuần hoàng đưa lối dắt tay chỉ đường đời gian nặng bao khó nhọc vương mang họ nguyện con nhất tâm thành hoàng ban đi nương bóng hoàng sẽ được bình an từ Nghệ An đi quan hoàng giáng lâm nơi này dù đường xa cách trời đâu có mạng gió sương đêm ngày đừng về đích đông nghề sáng bóng quý quan ngang ngực sau trước gần xa xem ai ai hiểu xuyên hoàng đường ông hướng cho thành đồng ngày ngày dâu ngân sáng tiên nước xanh ta điền cửa nhà giá sự bình an cúi xin ông nhỏ phước cho thanh đồng cho tiếng ca văn đàn cho người trần để chúng con bình an bốn phương nước non thành bình được đợi đời cháu con hiền vinh đời người ai mà có lần may mắn ngắm dung nhan hoàng ngự đồng ảnh bóng dương gian mới hay trong việc đào lành hoàng ngự về đông có ai bằng ông khi ông sáng lâm dương đồng đẹp sáng người sáng như hào hoàng người ta nam mi bằng đông để bạn nên chúng con cứ miệt mài mê say dâng cung đàn tiếng ca xin quan
loa. Đền vàng nghỉ nga, nhang khói bay cùng tàn dựng tiếng ca, cầu cho cách xa theo đề bàn đền đây quan hoàng người người loan ra, hoàng chi tài cho chúng dân, cho muôn dân trong Nam Việt bình an, chúc cho ghê phát tài cho gia đình chúng con bình an. Nay tài lộc quang ban cho các ghế trên trần gian, cho pháp mi sư văn đàn bỏ nàng hồ dân. Nay ghế ông nhất tâm hoàng xa vui, vui với đồng vui với đền vui với đời hoàng ban tiếng cười. Nhớ mãi hôm nay trên diều đào, người hai tí nữ tiên dâng quan hoàng mười ngày ngất ni ngất ngây tâm hồn nơi con trần gian ni, chúc chúc cho ghế hoàng mong đẻ đồng sang một năm cát cánh an lành. Ôm phúc ca tâm thành lô truyền sư xanh đấng trai anh hùng vùng trời Nam giữ yên sơn hà, tôi cuồng phong nặng lòng với núi sông cong dòng Nam xứ nghề mai khắc đi tháp nén nhang tâm thành nơi đền thiêng lễ nghi tâm thành ông đồ cho cháu con an lành người trần gian đêm ngày khói nhang xứ nghệ an lô truyền tiếng vang khắp trời Nam tòa anh chuông chùa ai lắc mà rung nghi, chuông chùa ai lắc mà rung nghi, niềm câu Đà Phật con nhớ ông quan hoàng ở người, con nhớ ông quan hoàng ở một thương nghi con lại mà nhớ nghi, có một thương ca con lại mà nhớ mong ngơ, hai thương con lại mà lại ngóng trông ông hoàng ở nơi. Nghe lời thì là ba thương chót nặng nghe lời, bột má thương hoa nở chim hoàng lại về về với ta dân mình. Năm thương đi gặp hội phong chân mi, gặp hội đi phong ta trần đi sau thương chứ tỏ mặt với dân mà với đời, dân với dân mà với đời. B
bầy thương con lại bùi á thì là bầy thương à, con lại bùi á tạm má thương con này chứ lại mà đừng ngồi cũng à yên. Xin thương không nga hẹn mà lên kìa là xin thương nga không có hẹn mà lên đi mười thương con lại mà lại ở bên quan hoàng mười bên ở bên quan hoàng là họ có như người ta thôi mà sống ở trên ta đời tiền đi xong rồi bạc chảy chứ để rồi mà làm chi cuối đời thì cũng chẳng ngờ đem đi đến mà cuối đời thì cũng chẳng có đem má đi thời mà đem đi thì cũng chẳng chứ để làm gì mà cho ai. Đồng thầy hò huyệt của ông đã có công chứ lại có tài đó đã có lực rồi lại có tài nhưng phải có tâm mà phải có đức để rồi mà sống thọ hưởng lộc chơi hoàng ban. Còn có kẻ nào chứ dạ hiểm mà lòng gian có kẻ nào chứ dạ hiểm mà lòng gian đào điên thời mà cháu chờ khoảng xóa cho ta nghi sạch nhớ nào ai tùy chung thời mà đức độ trước ngà sau đó đồng thầy họ Nguyễn của ông thì chung thời mà đức độ trước ngà sau hoàng độ cho mà con cháu muôn đời sau mãi tình nhà cường cho muôn đời sau mãi tình nhà cường. Tùy chung sau trước nghĩ chọn bề đó họ Nguyễn của ông thủy chung sau trước mà chọn bề làm tôi hoàng thập thì nguyện một đời họ Nguyễn con nhất là tâm thương nghề ông thương nghề họ Nguyễn ông chẳng có để cho lỡ làng ngày à đêm hoàng dẫn lối mở đường nghỉ cho đi hoàng mê bảo rằng chứ đến bao trừ trên núi Hồng Lĩnh mà có hết tờ cây đến mà bao trừ trên núi Hồng Lĩnh khi mà có hết được cây dòng sông Lam trước cửa đền khi mà có hết đồng thầy họ Nguyễn chứ hết lộc hết tài đồng thầy họ Nguyễn chứ hết lộc hết tài trăm dòng nghề sông đổ về biển ta đông trăm dòng nghề sông đổ về biển ta đông vì ghế họ Nguyễn nên ông mười chẳng mà chẳng có tiếc công ông vốn là chồng nghề chẳng tiếc công hoàng vốn là chồng nghề khuyên ghế họ Nguyễn của ông đừng ngại mà chớ lo hầu ông có tốn một ông sẽ mở có ông cho mười sẽ mở có ông cho thương họ Nguyễn ông thời mà vất vả cũng đã quá nhiều họ Nguyễn ông
ha, vất vả cũng đã mà quá nhiều. Từ nay ông cho mặt trở lại sẽ không kém ai ở trên ta đời, cho không kém ai ở trên ta đời. Ghế họ Nguyễn của ông thời mà thành kính mà nhất đó, đồng thầy họ Nguyễn thành kính mà nhất tâm. Một năm con hồ ông 200 vấn thì chẳng có sai vấn nào, chẳng có sai chứ vấn nào. Đến bao trừ cho đến mà tháng 10, chỉ đến bao trừ mà cho đến mà tháng 10 hơi hoang. Còn 3 tháng nữa thôi chính là đến 3 tháng nữa. Ghế họ Nguyễn, đồng thầy họ Nguyễn nhất tâm vào trong nghề ăn bác ghế, thì nhớ cho cũng văn đi theo để hát hồ, cho cũng văn đi theo hát hồ. Dẫu ngàn nén bạc ở trong nén bạc ở trong tay, chẳng bằng chúng con mà được thấy hoàng thập về đây ông ngự đồng. Vì cam mà chứ nên quýt vai đèo bóng, vì nhiều duyên nợ nên lòng từ bấm khuân. Ông y chăng kia thời bao tuổi mà chẳng xa đó, chẳng kia bao tuổi mà chẳng già, đồng thầy họ Nguyệt năm nay không biết là bao nhiêu tuổi mà vẫn hào hoa như cái tuổi học trò, đẹp hào hoa như cái tuổi học trò. Các ghế đã hỏi thì cung văn chúng con đây xin thưa, ghế họ Nguyễn của hoàng năm nay là 29 tuổi mà vẫn xinh xinh nhớ, đẹp như tuổi học trò, xinh xinh như cái tuổi học trò. Khát khao khao khát nghi thỏa lòng nghi, khát khao khao khát nghi thỏa lòng ấy là duyên định hộp nì ông à cho văn đi hồ dâng đề mà người nghe phạm toàn con hát văn dâng hồ đề mọi người cùng nghe thành nhà tâm xin được hồ hồ chi mà chứng ca mình rẽ áng mây vàng thượng thiên rẽ áng mây vàng cởi con xích điểu đón hoàng người vô bên thủy nghệ am thánh giá hồi cung lên chơi thanh nhàn cô nhẫn lên chơi hàng tàu sắm đủ khăn ba màu nhiễu hoa sẽ ra hồi cung là cảnh bông lai thiên tai con tố cô đôi cường đại tài cô hai hoa sẽ ra hồi cung lập ngã ba sông nghi thác hàn lập ngã ba sông nghi cổ nhân con vẫn gọi cô ba bông thác hàn cô ba đồi khăn vành dây tinh cô ba cô vẫn đầu
niu cánh bông hoa thơm ni 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 ai chẳng đừng à niu. Ghế đồng thầy họ Nguyễn tốt đẹp, cô ba chắc chưa cô để ở trong lòng. Lên ngàn ninh cô hai lá đề thơi kẻ mong như trực ngã tuyết người chờ, người chờ cũng đi trên tiên cung định nhật linh chỉ là kỳ xe loan mà đón dứt cô ba về, cô ba về thoại cung lập đàn ní dâng văn ni kiều thỉnh thác ba bông ni cứng chiều 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 gió thổi đi hiu a hiu chư thành tăng bảo an nguyệt cờ chư đệ tử đắc bình an cung cấm quảng hàn hằng nga cung cấm quảng hàn rẽ mây cô xuống nghi dương gian ngự đồng cổ sư hồ mộng hài huy hoán ngọc trồ trong sao đài tuổi chừng là 19 đôi 10 quang dung nhan tập kỳ diệu quang miên chiêu tự trung ngã tích tầng cung giải kim phục hoàng lập cận thánh đế tiên trung vương ca lăng tận già thanh từ bi lân mẫn chúng sinh thuyền nan ni cô bơ giấc mẫu cô độ cho trăm họ thoát vòng nghề gian nguy nổi tiếng hò khoan bước chân xuống thuyền để phách nhất cô ba phách hai cô đợi dịp phách ba cô cầm treo xin cô mở lại ra đền hàn thác ba ni bông cây thì giảm mái tới đỏ lèn để tam điệp điểm sơn nước cử lại láng qua con sông nhị hà kìa một mình cô lên thác cô xuống gành khắp hết mọi bà đã vân du góc ni bể chân trời nhân hồng ni mây lọt gió cứu người trần gian
ấy mình trước hỏi cô lơ lửng ở bên sáng, hỏi cô ba thoại nhớ trèo lên không trung, vũ trụ mình ấn hà dưới chân mình sóng bạc, có nước nhòa bóng bay gió mới thoáng đưa qua miền đại dương văn văn. Thôi cô ba thoải một mái treo về sao cảnh hồ Tây, dạo chân hồ Tây sóng nước hoa treo cá lội từng đàn trắng đen mới xanh đỏ ấy tím vàng nhờn nhớ tiền giang thuyền cô chạy về tới tích sang hờ quán lớn để tham ninh đến đây là bên ninh tới bên rồi cô ơi ấy đôi tay xin cô dừng treo. Gió đó mây cô ba cô lên trời, cô đó gió đó mây à xuống sông nghe cô ba đó nước về bản tuyệt tình, cô đó lòng người tình giang là tình tang tình tang tình 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 người ta. Cô ba cô là công nga chúa hách xanh 12 cửa bể tuyệt hành của bơ nắm trong tay hội yến đêm ngày dưới thoại cung nga hội yến đêm ngày có lệnh mẫu gọi cô ba cô về ngay thác hàn hay hay mà phấn tựa gương nghi mặt nì hoa đầy đặn nì tràn vương nghi chữ điên vẻ thiên nhiên hình dung cô tầm mà thước nghi nghi tầm ba thước gót hài hòa càng bước nghi càng xinh như cô đã nên đã nên cuộc sắc nghi khuynh thành nguyệt trên thượng đình nhờ nở hoa ni ao nở hương sông ni toàn nở sắc lược đổi môi có nhật ngọc nghỉ luôn nở tay cô đeo chàng bạc nghỉ chất la dày a ơi gương soi phấn điểm ai tay cô đeo trang mạng tay cô đeo khoản vàng nét dịu dàng càng thêm mi linh
nhà hiền giá ngự đồng. Cô phán chuyển nề xa xôi thông trình, không chi góc biển nề chân ta trời. Không chi góc biển chân na trời mà xét trong chân na thế có mấy người thành nhị tấm mấy người nào. Người nào có phúc cô cho phần này ơi. Người nào có phúc cô cho phần cô thay quyền là gương nghi mẫu cầm cân nghi thăng bằng mẫu đang ngự long sàng nghi dần điệp mi nghi. Thoài cung nghi nga à ơi nghi nga yến đêm ngày có lịch mẫu gọi nghi 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 a cô về ngày thác hàm nì tên thờ cô thánh xa hồi cùng đền thờ cô sáu cây bọc xương xê lối lên xuống hoa lối về suối ngang xe ra hồi cùng đêm sông nguyên xưa cô hồ mộng trong sòng ngờ quyền cai cửu tỷ nghi nghi hồ trong ba tòa. Cảnh đẹp ấy vô biên ninh đất thanh hoa, cảnh đẹp ấy vô biên vua truyền nề dân lập mình nghi ngôi đền vì thờ cô ấy. Cô lấy làm nhà cây sung, cô lấy nghi nghi cung làm nhà, canh giỏi mặc nghi ngơ phòng nghi trông ra tinh nghi nghi cửa đẹp mời nghi. Ngựa chín tầng mây nga thanh mẫu kiều trung, ngựa chín tầng ngà mây cô này mắc vọng nghi ngựa dây nghi cây sung nga nghi nghi. Làm lễ dâng nhang cô về đồng, làm lễ dâng nhang dâng lên tam bảo mười phương độ trì dâng nhang miệng khấn từ bi cung cấm quảng hạt hàng nga cung cấm quảng hạt dây cô tình xuống dương gian ngự đồng hồn xưa hồ mộng song sơn.
quán ngọc nghỉ trù trong giao đài tuổi trường chim đôi mươi. 19 đôi mươi tuổi cô chừng làm 19 đôi mươi, hình dung nhan sắc tựa người tiên cung nửa nhang nhang lại bén nhang, phần làm tuổi anh nhi kết duyên cùng nhau thành tâm bát nước cười châu. Sơn Hà cô đi quạt cho mà mát lộng Sơn Hà quạt đi cho nam nữ trẻ già đắc bình nhờ an nhi tình tình như tăng tình à tăng tình tình nhờ tăng mát dọc mát ngang cô đi quạt cho mát đi dọc mát ngang. Ai mà được cô chín quạt thì không sang cũng giàu tình nhà tình tăng tình à tăng tình tình à. Ai gọi là tranh nếu mà không chưa thì ai gọi là tranh nhờ đành hành có cô chín riêng trong đền sông cô mới ra tình tình mà tàng tình à tàng tình tình tàng. À à ơi à ơi thiên nhất xứ thanh nghi ngồi đền sông thiên nga nhất xứ thanh nghi có cô mi chín riêng anh nhờ linh nhất tam trần tình tình như tàng tình à tàng tính tình tình à. Chim kêu vượt hót trên na ngàn nì dưới he cá bạc nì con cá vàng trời đến nì ngự tam thai tam thai ngự uống nhạc nì ăn tiền tam thai ngũ nhạc án tiền trắng thanh gió mát ni tình tiên ni hồi nhà đồng khi cô vui khi vui cô ngự chiếc xe rồng khi vui ngự chiếc xe rồng khi cô buồn khách nga chúc đàn bông nghe tiếng ba ngự dập dìu yên vô đi oanh nghi nghi ca dập dìu yên vũ anh nghi ca thoát thôi cố trở về tòa lâm ba sơn quyền cố cai quyền cai 18 cửa ngàn
Phượng Hoàng vỗ cánh lên đam mê ngựa về cưa ai là cây nghe về rừng. Kể từ buổi cô thoát vòng nghề trần tục nghe. Vòng trần tục tiếng anh linh như dục thế gian đi tí à. Giọt quan bán hàng uyên xưa giọt quan bán hàng nhân dân ghi nhớ lập đền kỷ công nghệ tí à. Thánh giá cô hồi cũng minh nhật nguyệt soi đường chính đạo ở nước can mi côn mi xét kể hai ngày giáp mi nhớ xưa lắng nghe quán tuyên quang mi. Nhớ xưa lắng nghi quan tuyền quang mình lương lại có cố ngàn tiền nai bầu thánh dược tiên ni hoàn đồi số đất tiên quang già trẻ đôi ơn ni công người như núi như non này. Lại ngoài cần chuyện đôi cô nguyên ngày thường mà nâng giấc vì so bằng vàng nghi ngọc nên đang tạo tần nỗi trở tề xa. Nội trợ tề ra nên non hái thuốc nghi về nhà luyện na đàn bầu thánh dược tiên hoàn mi đôi số đất tiên quang nghi già trẻ đổi đi công người như ga núi như non nghi. Người nhà như núi như non trọn đời giữ tâm lòng son vì đời ai hay nhẽ sao rơi mà vật đổi lánh bụi trần về cõi không đổi cao con là rồng thank you.
đồi cao, còn nì dầu tiên dòng. Nhân dân kỷ niệm mà nhớ công mà lập mà đền. Tiên cô bé trấn miền Bắc đi ở xã Minh Lương, hoa khí xuân phong nổi dùng, điềm mà điềm trung trung. Điệp chung nghĩ chung suối trong cuốn khúc nghi đôi tôi dường dài. Đêm thanh vắng nghĩ hiền ta bè lại mang nửa xanh, vượt suối thanh trèo sông lô nước nga trời lưng. Ngọc lòng lanh nghi mình lương cạnh nhà chi hiểu linh đinh trước đền, mang chờ khách hữu duyên hữu phúc, mang chờ người cảm mạo phong dương nghi, mang cô chờ thuốc trên ninh ngàn. Đò ngang bên ngà của bé thương đồng mà lòng nghe dạ xuân sang nghi, giang tay mở khóa độc đào, họ nguyện là người có phúc mới cho vào hội quỳnh nhà tiên. Con sông nhớ đò thì đò ngang bên ngà của bé cô thương đồng, cô thương ghế họ Nguyệt mà lòng dạ cô xuống sang nghi, nhớ thương ngà sao duyên trong lòng ngờ, nhớ lời pháp sư cấn đi sứ hồng họ Nguyệt con đi dâng. Thank you.
đi lên ngàn. Dây phong lan nắp phong, cô vím nghi cành hài hoa. Đây dựng xa ma kim nước độc nọ sương mù. Trên la đỉnh non cao, trên non cao làm sao các ghế đi tới được, vì đường trông gai muôn ta nỗi hiếm ba nghèo. Ngày hôm nay ghế họ Nguyễn con thiết na lập đàn y, cơm lam cũng là thịt thì cô bé cô không có hề trong kinh. Rượu lâu nghe giấc nghe cô một tình nhờ, ốc nghe dăm ba cái cua cành phải 13 con tiến dâng cô của lạ vật ngon ấy nhớ. Dâng nhang lễ mộng ta tòa tiếng tiền nhang nhạc hát khúc ca nấy vang nừng ngờ, cắt nhật đứng khởi cố loan ra về đây tí nhi à. Đôi chiều lục cung nghe nàng ngân cô ấy vốn dùng sương trăng, tính cô hay mang trục mang sang, mang mai mang nước được làm đầy ngàn, mang mai mang nước trà ngàn có thơm lan. Đêm đốt đức xoay rừng, nghe ba tiếng mua con thu rừng nó gọi nhau. Đức ai sẽ tỏ trên non một bầu phương sắc tốt tê rừng già, trên ngàn xanh lắm quả nhiều hoa. Tiến cô đốt đuốc sớm chiều vào sáng, to núi đồi một bò sân sắc tốt khi dường xa. Tay tiên cô đốt ngọn lửa ngập soi cho nghề kinh nghề mát lên rừng làm nương. Độ đường xa cô vẫn cùng đi nhà soi trong đền nơi cô đẹp làm sao. Anh nghi đăng tỏa sáng soi bên đời cô đẹp làm sao. Song đăng cô múa dịu dàng ní khoan thai, lưng đai giọt ngắn ní giọt dài. Tay cầm đôi đũa chân đi hai sao hoa. Đón bông hoa chào cô về bánh điều sớm chiều cá vàng, tay cô cười bề bạc rừng vàng đem cho ca kế rồi sang đời đời. Cô đem cho ca kế đời đời được giàu sang.
đến đây. Sáng 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 người tiên nữ hôm nay về, về tới bàn đền đây. Lục tài thế mới ban xa, bốn phương tụ hội để đà tháng ngày. Cô ban cho tiền bột lụa dày, bồng lộc cho lắm về đến đây càng nhiều. Ban ni cho dày nhật sáng nhiều, bồng lộc cho nhiều năm ngoái năm xưa. Thanh đồng hoàng nguyệt con phía sớm phục hờ. 30 mùng 1 ngày 14 hôm rằm, 30 ngày mùng 1 ngày rằm 14. Trên ngàn núi cao cô bé ngàn tuổi linh, hôm nay cô giang giang nơi trần gian, mở đường nhân nghĩa mang ấm no trong mọi nhà. Ai tâm thành cô sẽ cho, cùng băng con tâm thành cô sẽ cho. Chẳng buồn cho ban khắp nơi trần gian, trần gian ai biết cô bé ngàn tuổi linh. Cô vui về hồi mùa, là về đây cô bé muốn ca. Sớt nghe trăng côi linh, hài hoa sao trời gặp nơi. Nhạc mừng trong nắng mai, hát khúc ca chào xuân. Chúc mừng hoa đua nở đầy ngàn nghìn tay hai, gửi trên vai, gửi trên vai nắng chiều trai thơm. Dung ra dung dinh quầy gành như đổ non, dung ra dung dinh quầy gành đổ. Sơn trang hôm nay loạn sáng, sáng như kiều xinh quá là xinh. Người xinh cảnh cũng như ưu tình, người xinh cảnh cũng lung linh khác thường. Nay đi lễ bộ đường ngàn, đường xa tít tắp mắt mỏi trông. Mịt nở mùa sương trắng tầng công, chờ sao chẳng thấy ánh hồng ló ra. Lắng nghe cô ca kìa già ai xa xa, trông như làng tiên nữ đang hai hoa trên ngàn xanh. Đường lên ngàn xa tít bao chim rừng ca hát dính xem. Nay cô về, nay cô về phạm quán con rất vui. Mây che nắng gió xe hồ cùng cô, mắt long lanh môi song lanh hoa chân ngừng ngập đà. Dưới tóc biếc hương thơm bay lan ra cô về đây. Nở trước mùa xuân đi, bông quỳnh hoa thơm ngát xa gần. Tình nhi nhà ơi à, ôm tang vui bắt bướm gầy đàn. Mặt trời cáng lặn nắng vàng nhạt phai, đi lên ngàn tuy giết sao quay. Ý nhi à, à, à.
cho bán lục vàng đầy có. Thứ nhất cô cho lục hoa, thứ nhì lục hoa, còn thứ ba lục tiền. Cô yêu ai tài lục cô bán nhì nhì à, à. Cho khắp trăm khe ngàn suối, cúc trắng vàng bông hoa bưởi hoa chanh, đôi tay tiên tỉa là vịt cành. Ý, ý, à, à, à. Soi đường chính đạo nước cát đi cồn cao, xét mi kẻ ngay gian nhớ xưa lăng quan mi tuyên quang. Đóa phù dung vừa độ tốt nên trang sắc nước hương trời. Nên trang sắc nước hương trời, đã trong hiếu kính lại ngoài cần chuyên, đôi tung huyên ngày đường nâng giấc nghi. Ví so bằng vàng ngọc nếp na, tạo tần nội trợ tê ra. Ý, ý, à, à. Xe ra hồi cung bản đền dương văn ni cậu bé bản đền, đôi tay vẹt bước nhì mảnh đào quỳ đồ. Châu trực nghi đền vàng nghi vốn xưa, châu trực nghi trong đền vàng, vào ra đi cửa mẫu sửa sang một vườn ngọc nghi tốt tươi à, lô ly. Vườn ngọc nghi tốt nghi tươi, Long Vân nghi mở yên mở trời. Thì nghi thiên một nghi mát thiên tinh đổ hai hàng. Cửu Long nghi bát quái nghi mở đường. Từ sáng tới giờ cậu bé Hoàng đi đâu, từ sáng nghi cho tới tận bây giờ, kim đồng hồ đã chỉ nhớ 19 giờ kém 50.
Về đền cầu xét cầu xoay để xem đồng từ khói nhang thế nào. Tố lên bắt đầu năm tháng tổ về cửa mẹ tố trình cửa cha bóng cầu hoàng bé tí tẹo theo chân đi dưới đất bóng đi trên rời khai quang dương nhan thập kỳ diêu cầu về trứng đàn duyên nhà tịch tăng cung giang kim phục hoàng lấn cận thánh đê tiên trung đường. Nì vang tiếng tai nghe tiếng cung đàn cầu uống chén rượu oánh văn cờ cao tật về lá cao tay tiến trước chén ni rượu phù đào dâng nhất nghi tuần giờ dâng lên bề lề ngọc để cả cô mới dâng mời làm mời rước thánh cậu hoàng rơi rước cậu hoàng rơi cạn chén rượu đào tình tay tiên chúc chén rượu đào nhị tuần á dâng lên bệ ngọc để các cô mới dâng mời ô lạc mời giúp thánh cậu hoàng sơ nghi nghi a tam bôi các cô chúc ngơ chén rượu đào dâng lên ni tạ mẫu để các cô mới dâng mời là mời cậu yên tam tuần là chúc tiếc thay tài tuân khanh trương cậu hoàng đi đi cũng chiếm chiếm bảng vàng ba khoa kìa cái tôi đêm qua khi trăng thanh mà gió mát cậu hoàng ngó cửa ra chơi
Dục ngà ngựa qua sông, mồ hôi bao giọt, cậu thương đồng là bầy nhiều. Bé xinh bé đẹp thì vua yêu mẫu hoa dùng nhẹ nhàng. Cậu thương nhất là cung văn nhờ. Này cung văn ơi, phải lo mà đàn ngọt, phải lo mà hát hay nhờ. Hát hay thì cậu mới sướng, cậu sướng thì cậu mới cho tiền. Mà hát thì cứ hát, hát hay cậu sẽ cho nhiều tiền. Mà hát không hay, cậu cho đi ôi tiền. Thank you.
hồi đã tan rồi chia tay cậu hoàng ơi. Ngồi trên ngôi cao cậu thương thanh đồng nhì, cậu thương cùng văn cậu bạn ngân duyên, cậu thương bạn hồi lộc tài thì cậu lại bán. Con mong chờ cậu từng giờ từng giây, chúng con mong chờ cậu hoàng lại sớm về đây. Cậu đó nụ cười chia tay nhìn trần gian, hẹn đến vẫn sau cậu bé tôi lại về. Đến hẹn lại lên cậu ơi đừng quên nhé, chúng con mong chờ cậu hoàng lại sớm về đây. Cậu ơi lên cậu ơi đừng quên nhé, chúng con mong chờ cậu từng giờ từng giây, chúng con mong chờ cậu hoàng lại sớm về đây. Cậu nở nụ cười chia tay người trần gian, hẹn đến vẫn sau cậu bé tôi lại về. Đến hẹn lại lên cậu ơi đừng quên nhé, chúng con mong chờ cậu hoàng lại sớm về đây. Cậu ơi đến hẹn lại lên, cậu ơi đến hẹn lại lên, cậu ơi đừng quên nhé, chúng con mong chờ cậu từng giờ từng giây, vẫy tay cậu chào, cậu chào người trần gian. Đưa nở trên cộng đồng, cậu tôi ngự đồng đẹp như ánh sao xa. Phản thai cậu ngự đồng đẹp như ánh sao lung linh. Cậu ơi trong dặm buồn quê tôi, chẳng về nơi đầu thuyền lung linh mặt nước. Bồng bềnh trăng soi hồi đã tan rồi, ngồi tựa màn thuyền để cung văn quan dâng cậu câu tiếng kia. Cậu hoàng ơi tháng tám tiệc cha, tháng ba tiệc mẹ, cậu hoàng ơi nhớ về áo khăn con chưa đến hẹn cậu lại lên áo khăn con chưa lại sớm về đây. Cậu nở nụ cười chia tay như trần gian, hẹn đến vẫn sau cậu tôi lại về. Đến hẹn lại lên cậu ơi đừng quên nhé, chúng con mong chờ cậu hoàng lại sớm về đây. Cậu ơi đến hẹn lại lên, cậu ơi đến đi hẹn lại lên, cậu ơi đừng quên nhé, chúng con mong chờ cậu từng giờ từng giây, chúng con mong chờ cậu hoàng lại sớm về đây. Dục ngựa phi để vang 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 vang, ra roi quất ngựa một thôi cậu về đến. Đến hẹn lại lên cậu ơi đừng quên nghe,
chúng con mong chờ cậu từng giờ từng giây. Cậu ơi, đến hẹn lại lên. Cậu ơi, đến đi hẹn lại lên. Cậu ơi, đừng quên nhé, vẫy tay cậu chào. Cậu chào người trần gian. Xe ra liên trổ giữa cậu về sơn lâm. Nghe cậu hát vẫn vương trong lòng. Phút chia xa ai chờ ai đợi. Nay xa rồi thì nhớ lắm cậu ơi. Nay xa rồi biết bao giờ gặp cậu đây. Cậu ơi, đến hẹn lại lên. Cậu ơi, đến đi hẹn lại lên. Cậu ơi, đừng quên nhé, chúng con mong chờ cậu từng giờ từng giây. Vẫy tay cậu chào. Cậu chào người chân đi xa. Dục ngựa phi để vang 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 vang. Ra roi cốt ngựa một thôi cậu về đến. Đến hẹn lại lên cậu ơi đừng quên nghe. Chúng con mong chờ cậu hoàng lại sớm về đây. Cậu ơi đến hẹn lại lên đi. Cậu ơi đến hẹn lại lên. Cậu ơi đừng quên nghe. Chúng con mong chờ cậu lại sớm về đây. Dục ngựa phi để vang 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 vang. Ra roi khuất ngựa một thôi cậu về đến. Đến hẹn lại lên cậu ơi đừng quên nghe. Chúng con mong chờ cậu hoàng lại sớm về đây. Anh ra ôi cũng thượng châu.